Chào tất cả các bạn, đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương sẽ chia sẻ với các bạn các chương trình học tại trường Kaplan ở Singapore. Thì đối với trường Kaplan Singapore thì có rất nhiều các khóa học đa dạng dành cho các độ tuổi. Đầu tiên là chương trình luyện thi O-Level. Ngoài ra thì trường còn có các khóa dạy tiếng Anh thương mại có 5 cấp độ từ sơ cấp, trung cấp và cao cấp, và mỗi cấp độ này là 2 tháng. Và các kỳ khai giảng của trường thì sẽ vào các tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12. Và đặc biệt thì trường còn có khóa tiếng Anh ngắn hạn với thời gian học là 3 tuần và yêu cầu độ tuổi là phải từ 15 tuổi trở lên, và kỳ khai giảng của trường sẽ là ngày 15 hàng tháng. Và đối với các bạn học sinh học hết lớp 9 tại Việt Nam mà muốn đi du học tại trường Kaplan Singapore thì các bạn sẽ học khóa dự bị tại trường. Và khóa học này cũng dành cho các bạn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng lại muốn học tại trường Kaplan Singapore thì các bạn sẽ tham gia khóa học dự bị này. Thời gian học sẽ là 2 tháng, các tháng khai giảng là 1, 3, 5, 7, 9, 11. Và yêu cầu của chương trình này thì các bạn phải học xong lớp 9 và phải đủ 15 tuổi. Đối với khóa cao đẳng tại Kaplan Singapore thì các bạn sẽ học các chuyên ngành ví dụ như là kế toán, kinh doanh và quản lý thông tin, kinh doanh và luật, tư vấn, quản lý sự kiện, công nghệ thông tin, truyền thông, trợ lý luật sư, công nghệ, web, quản trị kinh doanh, tài chính và ngân hàng, du lịch khách sạn, quản lý nhân sự, pháp y, máy tính, hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng, marketing, quản lý bán lẻ. Thời gian khai giảng khóa học là vào tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12. Yêu cầu là bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, điểm IELTS là từ 5.5 hoặc là bạn hoàn tất khóa tiếng Anh của Kaplan Singapore. Đối với khóa cử nhân năm cuối tại trường Kaplan Singapore thì các bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn với các chương trình học đa dạng. Đầu tiên đó là chương trình liên kết các bạn với trường University College Dublin Ireland với các chuyên ngành như là ngân hàng và quản lý tài sản, kinh doanh và luật, tài chính quản lý nhân sự, quản lý thông tin, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, marketing và quản trị. Thời gian học là 18 tháng, nhập học vào tháng 4 và tháng 10 năm 2017. Đối với chương trình liên kết cấp bằng của trường Royal Holloway University of London của UK thì bạn sẽ học các chuyên ngành ví dụ như là quản trị, quản lý và kế toán, quản lý và kinh doanh quốc tế, quản lý và marketing. Thời gian học là 18 tháng, nhập học vào tháng 5 và 11 năm 2017. Đối với chương trình liên kết cấp bằng với trường University of Portsmouth của UK thì bạn sẽ học các chuyên ngành như là kế toán và quản lý tài chính. Thời gian học là 18 tháng, nhập học vào tháng 6 và tháng 12. Đối với chương trình liên kết cấp bằng của trường University of Essex của UK thì các bạn sẽ học chương trình kế toán và tài chính và ngân hàng, quản lý tài chính, quản lý và marketing. Thời gian học là 18 tháng, thời gian nhập học là tháng 6 và tháng 12 năm 2017. Và đối với trường chương trình liên kết của trường Murdoch University của Úc thì bạn sẽ học chương trình cử nhân bằng kép với các chuyên ngành. Ví dụ như cử nhân kinh doanh ngành về kế toán, ngân hàng, luật kinh doanh, tài chính, quản trị du lịch khách sạn, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh quốc tế, quản lý, marketing, quan hệ công chúng. Thời gian học là 16 tháng. Đối với chương trình cử nhân Bachelor of Arts chuyên ngành về truyền thông và phương tiện truyền thông, du lịch và sự kiện, quan hệ công chúng, truyền thông web thì thời gian học là 20 tháng. Và cử nhân khoa học chuyên ngành về hệ thống thông tin kinh doanh, khoa học máy tính pháp y và an ninh mạng thì thời gian học sẽ là 16 tháng. Và đối với chương trình Bachelor of Arts chuyên ngành về tâm lý học thì các bạn sẽ được lựa chọn học ngành đơn hoặc ngành kép tùy sự lựa chọn của các bạn. Thời gian học là 16 tháng. Và tất cả các khóa học trên liên kết với trường Murdoch University của Úc thì sẽ được khai giảng vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9 năm 2017. Và cuối cùng đó là chương trình liên kết với trường đại học Northumbria University của Anh cấp bằng thì khai giảng vào tháng 5 và tháng 9 năm 2017. Và thời gian học sẽ là 16 tháng với các chuyên ngành đào tạo như là quản trị kinh doanh và quản lý quốc tế, kinh doanh và marketing, kinh doanh và quản lý chuỗi cung ứng, quản trị du lịch khách sạn quốc tế, truyền thông và hậu cần, truyền thông và kinh doanh, truyền thông và quan hệ công chúng. Sau cùng đó là trường Kaplan có chương trình đào tạo bậc thạc sĩ. Đối với chương trình cấp bằng của trường University College Dublin Ireland thì bạn sẽ học chương trình thạc sĩ về quản trị hoặc là thạc sĩ về tài chính. Thời gian học là 12 tháng và nhập học vào tháng 4 và tháng 10 năm 2017.
Đối với chương trình được cấp bằng bởi Northumbria University Anh Quốc thì các bạn sẽ học chương trình thạc sĩ kinh doanh với chuyên ngành là quản trị du lịch khách sạn hoặc là quản lý tài chính marketing. Thời gian học sẽ là 15 tháng và nhập học vào tháng 5 và tháng 9 năm 2017. Yêu cầu đầu vào là các bạn sẽ tốt nghiệp đại học và điểm IELTS là 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6 chấm. Và lưu ý là nếu như các bạn chưa có điểm IELTS đáp ứng đủ yêu cầu thì các bạn vẫn có thể tham gia khóa học tiếng Anh đầu vào tại trường. Và mọi thông tin chi tiết về các chương trình học cũng như là học phí và các khóa học tại trường Kaplan Singapore thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty du học Tân Đại Dương, văn phòng đại diện tuyển sinh của trường tại Việt Nam với 3 chi nhánh tại công ty du học Tân Đại Dương. Thì chi nhánh tại quận 1 là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 0838484879. Ở chi nhánh tại quận 5, địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Và số điện thoại là 0838382080. Và tại chi nhánh ở Nha Trang thì địa chỉ liên hệ là số 7 đường Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.